Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân. Tập 24. Chương 231: Chu Trạch Thâm khiêu chiến 2. Dưới ngày tháng tích tiểu thành đại, cho dù nhà lớn nghiệp lớn cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Bề ngoài xem như được lòng người, nhưng thực chất cũng chỉ là bọt nước. Một khi không còn nhận được giúp đỡ đến từ Ninh Chuyết, những kẻ đã từng được lợi này chắc chắn sẽ trở mặt thành thù, thậm chí là oán hận sâu sắc. Chính vì vậy, Ninh Chuyết ngay từ đầu đã cự tuyệt một cách vô cùng dứt khoát, không chừa bất kỳ chỗ trống nào. Hành động của hắn sau đó càng thể hiện rõ điều này. Ninh Chuyết dẫn dắt các đồng môn tham gia chế tạo cơ quan hỏa bạo hầu. Sau đó hắn lại tự mình xem xét, đánh giá những cơ quan hầu được sản xuất ra, dùng linh thạch thu mua phần lớn sản phẩm trong đó. Những người xuất sắc nhất còn được nhận thêm những phần thưởng hấp dẫn khác. Cách làm này dù khiến hắn phải bỏ ra tài nguyên như cũ, nhưng lại ràng buộc đối phương cần phải nỗ lực, tránh được việc cho không biếu không, làm chuyện bao đồng, cho đối phương cần câu chứ không cho con cá. Nó tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực, quan trọng hơn là tạo dựng nền tảng cho đội ngũ cải tu, công bằng, chính trực. Mỗi một lời nhận xét của Ninh Chuyết đều luôn rõ ràng, minh bạch, thể hiện rõ tinh thần thưởng phạt phân minh, công khai trong sáng. Hắn loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cá nhân mục nát, tạo nên một bầu không khí tích cực không ngừng tiến lên, lôi kéo thêm càng nhiều nhân tâm. Nhìn đối phương dùng vẻ mặt bất biến bình thản nói chuyện, Chu Trạch Thâm khó có thể tưởng tượng nổi người kia từng là một kẻ vô danh tiểu tốt xuất thân từ chi mạch. Nhân vật như vậy không phải là do gia tộc dạy dỗ từ nhỏ, có gia lão tự thân truyền thụ kinh nghiệm hay sao? Đây rõ ràng là phong thái của tu sĩ được dạy dỗ từ nhỏ để thành người kế thừa gia tộc mới có nhận biết cùng thủ đoạn như vậy được. Ai có thể ngờ tới Ninh Chuyết lại có bản lĩnh như vậy? Chu Trạch Thâm thầm nghĩ, gia hỏa này biết ẩn tàng đi phong mang của mình. Hắn đã che giấu quá kỹ. Chính vì không ai nghĩ đến hắn lại xuất sắc như vậy, cho nên chủ mạch Ninh gia lần này mới ăn phải quả đắng như thế. Cũng có thể hiểu được. Thông thường một tu sĩ thiếu niên mới 16 tuổi, phần lớn thời gian đều đang gian nan đột phá bên trong học đường, có biết được bao nhiêu chuyện. Huống chi Ninh Chuyết đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại còn lớn lên trong sự ghẻ lạnh cùng với trách móc nặng nề từ đại bá ruột của mình. Tại sao hắn có thể có được nhận biết, tầm mắt cùng với thủ đoạn như vậy? Chu Trạch Thâm không thể hiểu nổi. Gã cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chủ mạch Ninh gia đại bại thảm hại lần này chính là chủ quan khinh địch, cho rằng chỉ cần dùng một chút âm mưu nhỏ nhoi là có thể dễ dàng giải quyết Ninh Chuyết. Kết quả lại bị hắn dễ dàng hóa giải. Ninh Chuyết không những tránh được những cái bẫy đã giăng ra, tập hợp được đồng môn, mà còn tương kế tựu kế nhúng tay vào chợ đen, khiến cho chủ mạch Ninh gia trộm. Gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện tại hắn đã trở thành chủ nhân của chợ đen. 16 tuổi, tu vi luyện khí tầng 3, chủ nhân của chợ đen. Dưới trướng còn có gần 20 vị tu sĩ trúc cơ, đồng thời những tu sĩ này cũng không phải hạng xoàng, toàn bộ đều là tinh anh bên trong cấp độ này. Mỗi một bước đi của Ninh Chuyết đều khiến cho Chu Trạch Thâm phải tâm phục khẩu phục, tán thưởng không dứt. Là người am hiểu sâu sắc về mưu lược, gã vô cùng yêu thích loại đấu trí như vậy. Gã cho rằng so với liều mạng đao thật thương thật, loại đấu trí đấu dũng theo quy củ chính đạo này còn thú vị, càng thêm sâu sắc và đáng để khâm phục hơn. Trong số những thiên tài luyện khí kỳ của bốn đại thế lực ở Hỏa Thị Tiên Thành, duy chỉ có Ninh Chuyết là giống như ta, chúng ta là cùng một loại người. Chu Trạch Thâm càng lúc càng thấy hảo cảm đối với Ninh Chuyết. Gã vừa ngưỡng mộ đối phương, đồng thời cũng vừa có chút ghen tị. Quyền thế của Ninh Chuyết hiện tại có khác gì các vị gia lão trong tộc chứ? Mặc dù ta có được thiên tư, nhưng lại bị gia tộc quản chế nghiêm ngặt. Cho dù là con trai của gia lão đi chăng nữa, ta cũng không thể có được tự do giống như hắn. Nào có loại phong quang giống như Ninh Chuyết, càng mấu chốt hơn là ích lợi mà hắn đang nắm giữ. Thứ hắn lấy được hiện tại chính là lợi nhuận khổng lồ đến từ chợ đen. Hơn nữa những thành viên trong đội ngũ cải tu này đều nghe lời Ninh Chuyết như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đây đều là nhân lực của hắn, mặc cho hắn điều động. Sau khi nhận xét xong tất cả cơ quan tạo vật được mọi người đưa tới, Ninh Chuyết bắt đầu trao đổi về tâm đắc pháp thuật. Chu Trạch Thâm cẩn thận lắng nghe,
càng nghe trong lòng càng thêm kinh hãi. Hóa ra Ninh Chuyết không chỉ giỏi bên trên phương diện cơ quan thuật, mà ngay cả pháp thuật truyền thống cũng có năng lực lĩnh ngộ vô cùng đáng sợ. Kẻ đứng đầu trên năm mặt của bảng xếp hạng đều là người của phủ thành chủ. Cả Chu gia và Trịnh gia đến nay đều không hề biết ban thưởng của bảng xếp hạng là gì cả. Chu Trạch Thâm càng nghe càng say sưa, đồng thời trên mặt dần lộ vẻ si mê, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được lợi ích khổng lồ từ lần trao đổi này. Đợi đến phần hỏi đáp, Chu Trạch Thâm cũng nhanh chân tham gia, lên tiếng hỏi ra một vài vấn đề. Ninh Chuyết đều suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời một cách chi tiết. Chu Trạch Thâm vô cùng xúc động, bản thân gã lần này đã thu hoạch được rất nhiều, cũng chân thành nói lời cảm ơn với Ninh Chuyết. Điều này khiến cho những tu sĩ còn lại của Ninh gia cảm thấy vô cùng tự hào, cho rằng Ninh Chuyết đã dùng tài năng của chính mình để thu phục một vị thiên tài của Chu gia. Chu Trạch Thâm không tiếp tục giả vờ giả vịt nữa, gã biết rất rõ mục đích lần này của mình là để tăng cường mối quan hệ với Ninh Chuyết. Trong quá trình trao đổi này, gã cũng chia sẻ những tâm đắc thi pháp của bản thân, đồng thời chủ động mời Ninh Chuyết đi tới giữa sân, công khai quyết đấu cơ quan thuật trước mặt mọi người. Đám người Ninh Trầm, Ninh đều hai mắt sáng lên, vô cùng háo hức chờ mong. Ninh Chuyết chỉ trầm mặc suy nghĩ một chút rồi quả quyết đồng ý, vậy mời Chu huynh vui lòng chỉ giáo cho. Hắn vẫn luôn muốn được tỉ thí với Chu Trạch Thâm và Chu Trụ, muốn tìm hiểu về cơ quan thuật của Lưu Nê Môn. Nay Chu Trạch Thâm đã chủ động nói ra, quả thực là đúng với ý muốn trong lòng Ninh Chuyết. Vậy hắn sao lại có thể cự tuyệt được chứ? Chương 232, Ninh Chuyết với Chu Trạch Thâm, 1. Mọi người cùng nhau tiến đến đài diễn võ của Ninh gia. Ban đầu Ninh Chuyết định thuê một đài diễn võ bên trong Hỏa Thị Tiên Thành, nhưng Chu Trạch Thâm lại cho rằng không cần thiết phải lãng phí tiền bạc như vậy. Cũng không cần chuyên môn tiến đến Chu gia, chi bằng chọn đại một đài diễn võ nho nhỏ nào đó của Ninh gia để luận bàn một trận. Chu Trạch Thâm bày tỏ loại thái độ này khiến Ninh Chuyết có chút suy tư, trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó. Lúc này Ninh Dũng đứng dậy, cung kính nói, vậy đệ đi liên hệ với quản sự đài diễn võ của gia tộc trước. Nhìn thấy Ninh Chuyết gật đầu, Ninh Dũng liền kích động chạy ra khỏi tiểu viện. Chu Trạch Thâm mỉm cười, lại tiếp tục đề nghị, đánh cược lớn tổn thương hòa khí, đánh cược nhỏ thêm phần thú vị. Ninh huynh, không bằng chúng ta cược một chút gì đó đi. Ninh Chuyết cũng cười đáp, xem ra Chu huynh cũng đã có chút chuẩn bị trước khi đến nơi này. Chu Trạch Thâm buông tay, thản nhiên nói, đã bị Ninh huynh nhìn thấu rồi. Ta nghĩ cũng không thể hai tay không đi tới đây bái phỏng ngươi, cho nên đã mang theo thứ này. Vừa dứt lời này, gã liền lấy ra một cây nỏ từ trong túi trữ vật trên đai lưng. Cây nỏ này rất tinh xảo, chỉ lớn hơn khoảng tầm 3 phần bàn tay người trưởng thành, kết cấu phức tạp, được làm từ đồng xanh. Điều đáng chú ý là nó không sử dụng loại mũi tên truyền thống, mà thay vào đó là một hộp gỗ hình chữ nhật nho nhỏ. Đây là mão đinh kình xạ nỏ, sau khi được ta cải tiến một chút, uy lực đã không tầm thường. Chu Trạch Thâm lộ ra một nụ cười tự tin, nếu như Ninh huynh thắng, ta sẽ chắp tay tặng nó kèm theo cả bản vẽ cơ quan cho ngươi. Trong lòng Ninh Chuyết khẽ động, lập tức lấy ra một bộ cơ quan hỏa bạo hầu, nếu Chu huynh thắng thì những vật này sẽ là của ngươi, đồng thời cũng tặng kèm bản vẽ cơ quan tương ứng. Chỉ sợ là, ngươi không mang theo nó rời đi được thôi. Ha ha ha, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời cười to. Ninh Dũng nhanh chóng trở lại, thở hồng hộc báo cáo đã sắp xếp xong đài diễn võ chữ đinh. Mọi người lập tức rời khỏi tiểu viện, kết thành đội tiến vào đài diễn võ nọ. Vị tu sĩ chi mạch phụ trách đài diễn võ này vô cùng cung kính và nhiệt tình đối với Ninh Chuyết, ân cần hỏi thăm có yêu cầu gì cho chiến trường. Ninh Chuyết lúc này quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Thâm. Chu Trạch Thâm liền nói, chúng ta muốn một sơn mạch núi non trùng điệp. Thế là các pháp trận trong đài diễn võ lần lượt được kích hoạt. Mặt đất nguyên bản bằng phẳng bỗng chốc có vô số ụ đất đỏ nổi lên, càng lúc càng cao. Như có một luồng cự lực vô hình nén chặt đất đỏ thành hai ngọn núi nhỏ, độ cao vượt qua cả tường rào của tộc địa Ninh gia. Chưa dừng lại ở đó, linh lực mộc hành tác động lên trên gò núi, khiến cỏ cây trên đó sinh trưởng với tốc độ kinh người. Chỉ trong mười mấy hơi thở, chúng đã mọc xanh tươi tốt, tạo thành một khu rừng rậm rạp. Một đám mây đen ngưng tụ, trôi nổi bên trên chiến trường, mưa to như chút nước rơi xuống. Có lượng lớn dòng nước như sinh ra từ hư vô cuồn cuộn chảy đến, tạo thành một con sông nhỏ giữa hai gò núi này. Dựa theo yêu cầu của Chu Trạch Thâm,
trên đài diễn võ cũng không sử dụng pháp trận che chắn. Động tĩnh lớn như vậy nhanh chóng thu hút chú ý của những tộc nhân khác bên trong Ninh gia. Sau khi được đám đồng môn của Ninh Chuyết giải hoặc, mọi người đều nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Là Ninh Chuyết thiếu gia muốn tỉ thí với thiên tài Chu gia, Chu Trạch Thâm. Vì sao lại thế? Là Chu Trạch Thâm chủ động yêu cầu luận bàn. Hỏng rồi, tên gia hỏa Chu Trạch Thâm này thoạt nhìn đã thấy vô cùng gian xảo, chẳng lẽ Ninh Chuyết thiếu gia bị hắn tính kế? Muốn mượn danh tiếng của Ninh Chuyết nhà ta để dương danh sao? Khụ khụ, nói vậy có chút quá đáng rồi. Chu Trạch Thâm vốn cũng đã nổi danh, còn sớm hơn thiếu gia nhà ta nhiều. Không thấy hai người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ sao? Cũng đều mỉm cười đấy thôi. Không xong rồi. Nghe nói tên Chu Trạch Thâm này sở hữu thiên tư thủy động thành uyên, chắc chắn đã được gia tộc bồi dưỡng rất kỹ lưỡng. Còn Ninh Chuyết thiếu gia mặc dù có thiên tư, nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm chắc ra được. Như vậy sao có thể đánh? Ninh Chuyết thiếu gia, cố lên. Chúng ta đều ủng hộ huynh. Tộc nhân của Ninh gia càng ngày càng đông, sau một hồi bàn tán, tất cả đều đồng thanh hò hét cổ vũ cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết phất tay chào hỏi mọi người, khiến cho tiếng reo hò lúc này càng lớn hơn ba phần. Chiến trường đã được bố trí xong, Ninh Chuyết và Chu Trạch Thâm đồng thời tiến vào bên trong đài diễn võ, mỗi người chọn một đỉnh núi ở phía đối diện nhau. Chu Trạch Thâm truyền âm, Ninh Huynh, mời. Ninh Chuyết đáp, Chu Huynh là khách, mời ngươi ra tay trước. Tốt, vậy tại hạ xin phép mạo phạm. Chu Trạch Thâm vươn tay vỗ vào túi chữ vật, trực tiếp thả ra 10 con cơ quan toàn địa thử. Những con cơ quan này di chuyển với tốc độ cực nhanh, linh mẫn 10 phần, vô cùng thuần thục len lỏi trong rừng cây. Trên người mỗi con cơ quan chuột này đều được nối với một sợi dây pháp lực. Theo khoảng cách giữa toàn địa thử với Chu Trạch Thâm càng ngày càng xa, sợi dây pháp lực cũng không ngừng dài ra, vừa phiêu giật lại vừa vững chắc. Ninh Chuyết cũng đưa tay vỗ vào túi chữ vật, lấy ra 5 con cơ quan hỏa bạo hầu. Hắn cũng sử dụng sợi dây pháp lực để thao túng, điều khiển lũ cơ quan hầu tử này di chuyển nhún nhảy giữa các tán cây. Phạm vi đài diễn võ dù sao cũng có giới hạn, tốc độ của cơ quan hai phe đều rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gặp nhau dưới chân núi của Ninh Chuyết. Phía trước đỉnh đầu cơ quan toàn địa thử là mũi khoan xoắn ốc cực kỳ sắc bén, chỉ cần đâm trúng cơ quan hỏa bạo hầu, chúng có thể dễ dàng khoét ra một lỗ hổng. Tuy nhiên hình thể bản thân hỏa bạo hầu có kích thước lớn hơn toàn địa thử, lực lượng càng thêm cường đại. Động tác của bọn nó cũng linh hoạt hơn, đồng thời còn có thể phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Phụt phụt phụt, 10 đầu ngón tay của Chu Trạch Thâm lần lượt được nối với 10 sợi dây pháp lực điều khiển toàn địa thử. Sau khi giao phong, 3 ngón tay của gã liên tiếp run lên, sợi dây pháp lực đứt đoạn. Điều này đồng nghĩa với việc gã đã mất đi 3 con toàn địa thử. Chu Trạch Thâm thấy tình hình bất lợi, lập tức trụng 10 ngón tay vào trong lòng bàn tay, 7 con cơ quan toàn địa thử còn lại đồng loạt rút lui. Hay, đám tộc nhân Ninh ra theo dõi trận đấu đồng thanh khen ngợi. Các bạn đang nghe truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 233, Ninh Chuyết với Chu Trạch Thâm, 2. Vừa rồi tầm nhìn của bọn họ bị rừng cây che khuất đi rất nhiều, hơn nữa số lượng cơ quan toàn địa thử, hỏa bạo hầu quá đông, chiến trường lại vô cùng hỗn loạn, rất khó có thể phân biệt rõ ràng. Hiện tại Chu Trạch Thâm triệt thoái cơ quan chuột của mình về phía sau, hai phe đã phân chia ra một khoảng cách, khiến cho mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chu Trạch Thâm đã tổn thất 3 con cơ quan toàn địa thử, còn bên phía Ninh Chuyết gần như không có tổn thất, chỉ có một con hỏa bạo hầu vì quá hăng hái truy kích mà bị tụt lại phía sau. Hiển nhiên phần cơ quan trên đùi của con hỏa bạo hầu này đã xuất hiện tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của nó. Trong lần giao tranh thăm dò đầu tiên, Chu Trạch Thâm đã quả quyết để cho toàn địa thử rút lui trở về, muốn kéo dài khoảng cách với địch nhân. Ninh Chuyết đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, lập tức gia tăng pháp lực chỉ huy hỏa bạo hầu thừa thắng truy kích. Tuy nhiên tốc độ của cơ quan toàn địa thử nhanh hơn hỏa bạo hầu một chút, có ưu thế rõ ràng bên trong truy đuổi. Mắt thấy hỏa bạo hầu sắp đuổi không kịp, Ninh Chuyết liền lên tiếng, Chu Huynh cẩn thận, ta phải dùng đến linh kiện vũ khí. Ngay sau đó lũ hỏa bạo hầu đồng loạt há miệng, phun ra hỏa pháo màu đỏ rực. Chúng dùng sức ném mạnh hỏa pháo về phía trước. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang trời, đất đá nứt toác, cây cối đổ rạp, bụi mù bốc lên bốn phía. Chờ sau khi bụi mù tan đi,
ở vị trí bạo tạc cũng chỉ còn sót lại vài mảnh vỡ cơ quan. Hóa ra vào thời khắc mấu chốt, lũ toàn địa thử kia đã chui xuống đất trốn thoát, chỉ có hai con. Cơ quan toàn địa thử tuy đã chui xuống đất nhưng lại không may ở ngay trung tâm tập trung hỏa lực của hỏa pháo, cho dù có chui xuống đất cũng bị nổ tung thành từng mảnh. Chỉ còn lại 5 con, Ninh Chuyết âm thầm tính toán, hắn khẽ nhíu mày. Toàn địa thử đã chui xuống lòng đất, khiến cho hắn mất dấu mục tiêu, không biết chúng sẽ đi về hướng nào. Có thể chúng sẽ trở về bên cạnh Chu Trạch Thâm, cũng có thể từ lòng đất tiến hành tập kích Ninh Chuyết. Nên tiếp tục tấn công hay là thi triển pháp thuật tiến hành điều tra? Ninh Chuyết quyết định thi triển pháp thuật để dò xét hoàn cảnh xung quanh mình. Hắn lựa chọn cố thủ trước sao? Chu Trạch Thâm đứng bên trên đỉnh núi nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lập tức lóe lên một vệt tinh mang. Gã âm thầm ghi nhớ chi tiết này. Trong chiến đấu, tính cách của một người thường sẽ được bộc lộ một cách trực tiếp và rõ ràng nhất. Đây chính là một trong những lý do khiến Chu Trạch Thâm đề nghị luận bàn. Chu gia muốn lôi kéo Ninh Chuyết, bản thân gã cũng nhận thức sâu sắc tiềm lực phát triển to lớn của đối phương. Dựa theo xu thế trước mắt mà xem, Ninh Chuyết chắc chắn sẽ trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng của Hỏa Thị Tiên Thành trong tương lai. Mà muốn mượn lực của nhân vật chủ chốt, điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ đối phương. Một trận luận bàn hữu hảo thường có thể giúp các tu sĩ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hỏa Bạo Hầu chỉ có 5 con, áp lực điều khiển của Ninh Chuyết sẽ không lớn. Hắn hoàn toàn có thể vừa thi triển pháp thuật tiến hành điều tra, vừa chỉ huy cơ quan Hỏa Bạo Hầu. Quả nhiên, hắn hiểu được ý đồ chính của ta trong trận luận bàn này, không hổ danh là thiên tài giống như ta. Khóe miệng Chu Trạch Thâm khẽ nhếch lên, cảm thấy việc kết giao với người thông minh như Ninh Chuyết thật sự rất thoải mái. Rất nhiều chuyện không cần nói rõ cũng có thể tự hiểu ý lẫn nhau. Ninh Chuyết cố ý làm chậm nhịp độ trận đấu, còn Chu Trạch Thâm thì nhân cơ hội này ném ra một chiếc túi chữ vật. Túi chữ vật rơi xuống đất, miệng túi mở rộng, từ đó bay ra mười mấy con cơ quan rơi, Dạ Thiên Bức. Dạ Thiên Bức lượn vòng bên trên không trung, sau đó lao thẳng về phía đối phương. Ninh Chuyết nhìn thấy vậy cũng đưa tay vỗ vào túi chữ vật, thả ra một đàn lôi tịch điểu. Loại cơ quan này có số lượng rất lớn, được nhiều người ưa chuộng bởi vì cách điều khiển đơn giản, có thể mua được lượng lớn cũng như dễ dàng sử dụng. Lôi tịch điểu và Dạ Thiên Bức không ngừng va chạm trên không trung, triển khai lần giao phong chính diện thứ hai của Ninh Chuyết và Chu Trạch Thâm. Lôi tịch điểu chỉ có thể tấn công theo đường thẳng, còn Dạ Thiên Bức lại bay lượn tự do, thay đổi hướng linh hoạt, khả năng né tránh vượt trội hơn hẳn. Nó vốn là cơ quan chủ yếu của Lưu Nê Môn, tính năng vượt trội hơn hẳn so với loại cơ quan phổ thông như lôi tịch điểu. Mặc dù số lượng lôi tịch điểu của Ninh Chuyết nhiều hơn Dạ Thiên Bức, nhưng sau khi giao tranh, số lượng lôi tịch điểu cấp tốc giảm xuống, rõ ràng đang ở thế yếu. Đám tộc nhân Ninh gia nín thở theo dõi, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng nghiêm túc, có người còn nhíu mày lo lắng thay cho Ninh Chuyết. Hắn đang nhường ta, Chu Trạch Thâm trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi khi điều khiển 5 con Hỏa Bạo Hầu, Ninh Chuyết đã thể hiện trình độ điều khiển vô cùng linh hoạt và điêu luyện. Thế nhưng trong đợt không chiến này, lôi tịch điểu của Ninh Chuyết gần như không có bất kỳ thao tác nào. Chỉ bay thẳng về phía trước rồi lại ngược trở về, khiến đối phương có thể dễ dàng phán đoán ra đường đi của công kích. Điều này khiến Chu Trạch Thâm chiếm được ưu thế rất lớn. Chắc chắn là bởi vì trong lần giao phong đầu tiên lúc nãy, đàn cơ quan toàn địa thử của ta đã tháo chạy. Thế cho nên Ninh Chuyết vì muốn giữ thể diện cho ta, đã cố ý thua ta trong lần giao phong này. Gia hỏa này, Chu Trạch Thâm nghiến răng, tâm tình có chút phức tạp khó tả. Gã vừa cảm kích Ninh Chuyết suy nghĩ thấu đáo chuyện giữ mặt mũi, còn vô cùng ăn ý như vậy, lại vừa cảm thấy khó chịu vì được đối phương nhường cho. Là một thiên tài của đại gia tộc, Chu Trạch Thâm rất ít khi trải qua loại cảm giác này. Tuy chỉ là luận bàn hữu hảo, nhưng ta vẫn luôn vô cùng nghiêm túc. Ta còn đang dốc toàn lực, còn ngươi lại nhường. Mặc dù là hảo ý của đối phương, nhưng đối với ta mà nói, đây cũng là một loại vũ nhục. Ninh Chuyết, ta muốn ngươi chiến đấu nghiêm túc với ta, Chu Trạch Thâm gào thét trong lòng. Dưới kích động như vậy, gã lấy ra một con cơ quan cỡ trung từ trong túi chữ vật treo bên hông. Con cơ quan tạo vật này có ngoại hình giống hệt một con mãnh hổ, cao chừng 2 trượng rưỡi, vai rộng 5 thước, móng vuốt dài 3 tấc cùng răng nanh dài 2 tấc, da trắng điểm xuyết hoa văn màu đen, mắt hổ màu vàng óng, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Chương 234, Ninh Chuyết với Chu Trạch Thâm, 3.
luận bàn như thế này thật sự có chút nhàm chán. Ninh Tuyết mặc cho Lôi Tịch Điểu trên đỉnh đầu mình hao tổn hơn phân nửa, ở sâu trong lòng cảm thấy vô cùng buồn chán. Chu Trạch Thâm chủ động đề nghị luận bàn chính là muốn kéo gần quan hệ với ta. Lần giao phong đầu tiên là hắn chủ động để mình thất bại, cố ý thu tay lại, nhưng ta chiếm ưu thế chính là đang cho ta mặt mũi. Ở lần giao phong thứ hai này, ta cũng nên có qua có lại, để đối phương thể hiện ra một chút phong thái. Ồ, đúng lúc này ánh mắt Ninh Tuyết sáng lên, hắn nhìn thấy Chu Trạch Thâm lấy ra một con cơ quan thú bạch hổ. Xem ra Chu huynh ngươi cũng cảm thấy nhàm chán, muốn tăng thêm chút niềm vui đúng không? Tốt lắm, lúc này chính là thời điểm thích hợp để cho nó ra mắt. Ninh Tuyết sờ vào túi chữ vật bên hông, ánh lửa lóe lên, trước mặt hắn xuất hiện một con mãng xà. Mãng xà dài khoảng 5 trượng, thân mình to chừng 1 thước rưỡi, toàn thân đỏ rực, được chế tạo từ gỗ quý, hai mắt là hai viên hồng ngọc, lúc cuộn tròn lại trông như một cây đại thụ uy phong lẫm liệt. Chu Trạch Thâm nhướng mày, trong lòng cảm thấy vui sướng, rất tốt, rốt cuộc cũng có chút khí thế. Thi triển toàn lực đi, Ninh Tuyết. Chiến ý của gã không ngừng bốc lên. Ninh Tuyết lúc này truyền âm, giọng nói vô cùng ôn hòa, Chu huynh xem kỹ một chút. Con hỏa trúc xà này là cơ quan ta mới sáng tạo ra gần đây, có thể xem như một loại tinh nhuệ để sử dụng. Con ngươi Chu Trạch Thâm có chút co rụt lại, cơ quan Ninh huynh mới chế tạo. Có chút ý tứ, đã thành công khơi dậy hứng thú của ta rồi đấy. Nhưng mong Ninh huynh cẩn thận một chút. Con bạch hổ cường trùng xa của ta chính là cơ quan kinh điển của Lưu Nê Môn, đã trải qua vô số lần thử nghiệm, được trang bị 3 loại đầu khác nhau. Nếu như Ninh huynh thất bại, chớ trách ta không nhắc nhở trước. Ninh Tuyết cười ha hả một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, lập tức thôi động pháp lực điều khiển hỏa trúc xà lao về phía trước. Con bạch hổ cường trùng xa do Chu Trạch Thâm điều khiển cũng di chuyển tứ chi của mình, phi nước đại bên trong rừng cây. Sau đó nó đột nhiên nhảy lên, thân hình uyển chuyển duỗi thẳng giữa không trung, trực tiếp vượt qua hơn 10 trượng, phóng tới ngọn núi đối diện. Ầm. Hai con cơ quan hổ và rắn hung hãn va chạm vào nhau trên sườn núi. Đầu hổ, đầu rắn va chạm trực diện, phát ra một tiếng nổ vang trời. Đầu rắn ngẩng lên cao cao, đầu hổ thì nhân cơ hội biến hình, trực tiếp rụt vào trong cổ. Bên trong thân thể hổ có bánh răng chuyển động, khi thò ra lần nữa, đầu thú đã biến thành đầu đâm. Đầu đâm tuy được khắc hoa văn đầu hổ nhưng lại liền thành một khối, dùng tài liệu chắc chắn, cứng rắn vô cùng. Bạch hổ mạnh mẽ lao tới, nhấc lên một cỗ kình phong mãnh liệt. Hỏa trúc xà dưới sự điều khiển của Ninh Tuyết không ngừng linh hoạt né tránh. Bỗng nhiên trên người bạch hổ lóe lên bạch quang, chiếu thẳng vào trên cơ thể hỏa trúc xà, khiến cho lớp da rắn trở nên trong suốt, để lộ ra cấu tạo của cơ quan bên trong. Chỉ thấy trên khung xương của hỏa trúc xà, cứ cách một đoạn nhất định lại có một viên cầu khổng lồ nối liền. Một mặt của viên cầu đen kịt, mặt còn lại thì trắng tinh. Mặt đen nhánh có khắc chữ tử, mặt trắng nõn lại khắc chữ hoạt. Theo mỗi một động tác của hỏa trúc xà, vô số viên cầu thỉnh thoảng lại xoay chuyển, dừng lại, có viên dừng ở mặt đen nhánh, lại có viên dừng ở mặt trắng. Một khi viên cầu lật sang mặt trắng, khớp nối sẽ có thể tự do hoạt động. Còn khi viên cầu lật sang mặt đen, khớp nối lúc này sẽ bị khóa chặt. Điều kỳ diệu hơn chính là bên trên viên cầu và xương rắn đều được bố trí pháp trận, tạo thành một chỉnh thể khăng khít. Cơ quan phụ kiện này rất thú vị. Thông qua bạch hổ cường trùng xa nhìn thấy cảnh tượng này ở cự ly gần, Chu Trạch Thâm lập tức hiểu được một phần nguyên nhân khiến hỏa trúc xà có thể linh hoạt đến như vậy. Cơ quan phụ kiện hình cầu này chính là bán tử bán hoạt châu. Lúc trước trần trà vì cảm, thấy trong lòng áy náy, muốn bồi thường cho Ninh Tuyết nên đã giao toàn bộ gia sản của mình cho hắn. Bán tử bán hoạt châu chính là thứ do lão giả này sáng tạo ra. Ngoài vật này ra còn có một quyển sách ghi chép về trận pháp, tên là Khúc Xà Đạn Động Trận Pháp Tập, là cơ duyên mà lão nhận được khi còn trẻ. Ninh Tuyết dựa vào hai thứ này, cộng thêm tạo nghệ cơ quan thuật của bản thân cùng một chút linh cảm lóe lên trong đầu, cuối cùng sáng tạo ra hỏa trúc xà. Rắn cùng hổ giao phong, tiếng nổ vang trời, cây cối lần lượt gãy đổ, bụi mù bốc lên ở chỗ chiến trường, trong lúc nhất thời hai bên bất phân thắng bại. 10 ngón tay Chu Trạch Thâm có chút run rẩy, không ngừng co duỗi điều khiển sợi dây pháp lực. Tinh lực của gã đều dồn vào việc trưởng khống bạch hổ cường trùng xa. Phần tinh lực còn lại, gã dùng để điều khiển toàn địa thử. Lần giao phong đầu tiên rơi vào thế bất lợi, toàn địa thử mặc dù rút lui nhưng không quay về bên cạnh Chu Trạch Thâm mà lại chui xuống lòng đất,
men theo đó tiến về phía Ninh Chuyết. Mặc dù trên bầu trời có rất nhiều dã thiên bức có khả năng bay lượn, có thể tấn công về phía đối phương nhanh hơn, nhưng Chu Trạch Thâm cũng là người muốn giữ mặt mũi. Gã thầm nghĩ, nếu như Ninh Chuyết đã cố ý nhường nhịn bên trên không chiến, ta cũng không thể mặt dày lợi dụng ưu thế mà người khác cố ý tạo ra để dệt hoa trên gấm được. Thế cho nên gã lựa chọn toàn địa thử. Khi những con cơ quan này còn cách Ninh Chuyết 10 trượng, rốt cuộc cũng bị hắn phát hiện. Ninh Chuyết từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì pháp thuật dò xét xung quanh. Sau khi phát hiện ra toàn địa thử, hắn cũng không hề di chuyển vị trí, mà lấy ra một loại hỏa bạo hầu mới, tiến hành bảo vệ xung quanh mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử Chu Trạch Thâm không kìm được co rụt lại. Năng lực điều khiển của Ninh Chuyết rõ ràng còn cao hơn gã một bậc. Lúc này hắn vừa phải điều khiển hỏa trúc xà, vừa phải trưởng khống 5 con hỏa bạo hầu lao về phía Chu Trạch Thâm. Cùng lúc đó hắn lại lấy thêm 5 con cơ quan hỏa bạo hầu nữa. 5 con cơ quan hỏa bạo hầu này cũng linh hoạt như hầu tử thật dưới sự chỉ huy của Ninh Chuyết. Nếu đổi lại là Chu Trạch Thâm, chắc chắn không thể làm được đến mức này. Số lượng điều khiển cực hạn của gã hiện tại là gần 30 con. Nhưng con số này có 2 điều kiện tiên quyết. Thứ nhất là chỉ tính riêng dạ thiên bức hoặc là toàn địa thử, vốn là những loại cơ quan dễ điều khiển. Thứ hai là Chu Trạch Thâm phải sử dụng đan dược phân thần tán. Con bạch hổ cường trùng xa mà Chu Trạch Thâm đang trưởng khống cần phải thao túng nhiều hơn nữa mới có thể phát huy uy lực thực sự. Chỉ riêng một cỗ cơ quan này thôi đã chiếm phần lớn tâm lực của gã. Ngoài ra gã còn phải điều khiển thêm 3 con toàn địa thử, phải bảo lưu chút sức lực ít ỏi còn lại, dùng để thi triển pháp thuật vào thời khắc mấu chốt. Các bạn đang nghe chuyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 235, Ninh Chuyết với Chu Trạch Thâm, 4. Có thể nói Chu Trạch Thâm đã tăng cường lực điều khiển ở trạng thái bình thường lên đến cực hạn. Thế mà đối thủ của gã là Ninh Chuyết lại chẳng hề thay đổi sắc mặt, lấy ra thêm 5 con hỏa bạo hầu, còn điều khiển chúng một cách vô cùng dễ dàng, không chút gượng ép nào. Nếu như Chu Trạch Thâm muốn tăng cường lực điều khiển của mình thì cũng chỉ có thể dựa vào đan dược. Quả nhiên thiên tư của Ninh Chuyết nằm ở trí não. Điều này khiến hắn ở trạng thái bình thường cũng có thể sở hữu năng lực điều khiển vượt xa người thường. Nhưng trình độ hiện tại là bao nhiêu phần thực lực của hắn? 8 phần hay là 9 phần? Chu Trạch Thâm âm thầm suy đoán, không ngừng phân tích. Ninh Chuyết dùng 5 con cơ quan hầu bảo vệ bản thân, khiến toàn địa thử không có cơ hội ra tay. Đồng thời dùng cơ quan hỏa trục xa cường lực chặn lại bạch hổ cường trùng xa của đối phương. Cuối cùng khi nhìn thấy 5 con cơ quan hỏa bạo hầu bao vây mình, Chu Trạch Thâm thở dài một hơi, cười sảng khoái một tiếng, chủ động thừa nhận bản thân thất bại. Một trận luận bàn kết thúc, các tộc nhân Ninh gia quan chiến không ngừng nghị luận sôi nổi, bàn tán xôn xao về những cỗ cơ quan tạo vật vừa xuất hiện cùng với phương pháp điều khiển của hai người. Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là cơ quan hỏa trúc xà mà Ninh Chuyết vừa cho ra mắt. Ở trước mặt mọi người, Chu Trạch Thâm giao lại mão đinh kình xạ nỏ và bản vẽ cơ quan tạo vật này cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết dùng ánh mắt tràn đầy thiện cảm nhìn gã. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Chu Trạch Thâm đề nghị luận bàn, cố ý nhường nhịn, sau đó lại chủ động nhận thua, chính là muốn cổ vũ uy phong, đề cao thanh danh của ta. Đây mới chính là lễ gặp mặt hắn tặng cho ta. Hắn biết ta chỉ vừa mới quật khởi, đang rất cần đề cao thanh danh. Vì vậy không tiếc hy sinh mặt mũi của bản thân để thúc đẩy việc này. Phần độ lượng này quả thật đã vượt xa người thường. Chu Trạch Thâm yên lặng quan sát Ninh Chuyết, thấy thái độ của đối phương trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Gã thầm nghĩ, một trận chiến đấu kịch liệt có đôi khi còn hiệu quả hơn cả ngàn lời nói. Mặc dù lần luận bàn toàn lực lần này không đạt đến mức tâm đầu ý hợp, nhưng cũng đủ để thể hiện tính tình chân thành của song phương rồi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không thăm dò được giới hạn thực lực của Ninh Chuyết ở trạng thái thông thường. Trừ phi ta phục dụng phân thần tán, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Một khi sử dụng đan dược, đồng nghĩa với việc tính chất hữu hảo của trận luận bàn sẽ không còn nữa, mà là đánh thật giết thật, là khát khao đối với chiến thắng vô cùng mãnh liệt. Chu Trạch Thâm nghĩ đến đây, vẫn có chút không cam lòng. Gã nhịn không được dùng lời nói thăm dò, âm thầm truyền âm, cố ý khích tướng, Ninh huynh, lần này chỉ là tùy tiện chơi đùa cho nên, ta mới thua dưới tay ngươi. Nhưng lần luận bàn sau, ta chắc chắn sẽ nghiêm túc một chút, dùng ít nhất 5 phần công lực. Trong lòng Ninh Chuyết khẽ động,
quả nhiên Chu Trạch Thâm còn chưa sử dụng đến một nửa thực lực bản thân. Hắn ngoài mặt nở nụ cười, thành thật nói, nếu như Chu huynh có nhã hứng, ta nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Lần sau chắc chắn sẽ dốc thêm chút sức, bốn thành công lực là cái chắc. Chu Trạch Thâm vỗ vai Ninh Triết, cười to, ngươi thật là. Đồng thời trong lòng gã không ngừng mắng, thật biết khoác lác. Biết rõ là ta đang thăm dò, cho nên mới dùng cách này để qua loa tắc trách ta sao. Ừ, quả nhiên ta không nên ôm hy vọng xa vời có thể dùng một câu nói đơn giản để thăm dò ra được lai lịch của ngươi. Chu Trạch Thâm cảm thấy Ninh Triết và mình là cùng một loại người, Ninh Triết cũng cảm thấy hắn và đối phương có chút ăn ý nhất định nào đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy đối phương là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu. Quay trở về tiểu viện, mọi người lại trao đổi thêm một lúc. Chu Trạch Thâm nhân cơ hội đề nghị Ninh Triết ra tay giúp đỡ đội ngũ cải tu của Chu gia xung kích bảng xếp hạng trong Dung Nham Tiên Cung, cố gắng đẩy một bộ phận tu sĩ của phủ thành chủ ra khỏi 10 vị trí đầu. Đương nhiên nếu như có thể một đường xông tới, vượt qua tiêu chuẩn nhập môn, vậy thì không còn gì tốt bằng. Ninh Triết lắc đầu, Chu huynh mưu cao chí lớn, thật khiến người ta bội phục. Vượt qua tiêu chuẩn nhập môn, Ninh Triết bất đắc dĩ thở dài, chuyện này e rằng ta không làm được. Mong thứ lỗi vì ta không thể đáp ứng được chuyện này, thật sự là thân bất do kỷ, không thể tự mình làm chủ. Chu Trạch Thâm cũng không hề bỏ cuộc, Ninh huynh, sao không nghe điều kiện hỗ trợ của Chu gia chúng ta đưa ra một chút. Gã không ngừng liệt kê ra một loạt tài nguyên, khiến cho đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng nghe mà há hốc mồm. Sau khi kịp phản ứng lại, hơi thở của bọn họ trở nên dồn dập, đều bị khoản thù lao khổng lồ này hấp dẫn lấy. Thế nhưng Ninh Triết lại lắc đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười, thái độ khách khí ôn hòa nhưng lại vô cùng kiên quyết, từ đầu đến cuối đều không đáp ứng. Ngược lại, hắn còn đưa ra một đề nghị hợp tác mới, Dung Nham Tiên Cung là nơi truyền thừa cơ quan thuật. Chúng ta hiện tại đều bị kẹt ở tầng 3 đỉnh phong, chỉ có thể tích lũy thêm bên trên phương diện cơ quan thuật. Nếu như ba nhà chúng ta đã liên hợp, chi bằng cùng nhau thành lập một học đường liên minh, chuyên truyền thụ kiến thức về cơ quan thuật. Có thể mời các vị tu sĩ cơ quan đảm nhiệm chức lão sư của học đường. Theo ta thấy, vị khách khanh Sở Tế Yêu mà quý phủ mời chào rất thích hợp. Chu Trạch Thâm nghe vậy không ngừng đảo trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, trong ba nhà, trình độ cơ quan thuật của Ninh gia là yếu nhất, đồng thời số lượng tu sĩ cơ quan cũng là ít nhất. Cho nên nếu thành lập học đường liên minh, người được lợi nhất chính là Ninh gia. Tuy nhiên đây đúng là một đề nghị hay, cũng có lợi rất nhiều cho Chu gia ta. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Thâm tỏ vẻ tán thành, gã rất tán thưởng, cũng rất ủng hộ quyết sách này. Nhưng cũng bày tỏ bản thân không thể đại diện quyết định mà phải trở về báo lại cho gia tộc. Ninh Triết gật đầu đồng ý. Lúc rời đi, Chu Trạch Thâm còn truyền âm cho hắn, dùng một tin tức tình báo để bày tỏ thiện chí của bản thân mình. Ba vị tộc trưởng gần như đã thương lượng xong, chuẩn bị tập hợp tinh anh của ba nhà, một lần nữa dốc toàn lực thăm dò tiên cung. Tranh thủ thời gian gặp được con cơ quan viên hầu kia, cố hết sức đánh bại nó. Rất nhiều người suy đoán cơ quan viên hầu kia rất có thể là khảo nghiệm mà Tam Tông Thượng Nhân lưu lại. Sau khi chiến thắng rất có thể sẽ nhận được ban thưởng to lớn đến từ vị đại năng này. Nếu thật sự có thể tiêu diệt cơ quan viên hầu kia, chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu kết cấu bên trong nó, sau này cũng có thể tìm ra cách đối phó và khắc chế. Ninh Triết kinh ngạc, còn có chuyện này, đa tạ đã cáo chi cho ta biết được. Cũng không biết là khi nào bắt đầu. Chu Trạch Thâm đáp, vài ngày tới sẽ bắt đầu. Trước khi dốc toàn lực thăm dò tiên cung, ba nhà sẽ triệu tập tất cả mọi người, tiến hành thống nhất đặc huấn bí mật. Ninh huynh, ngươi cũng nên chuẩn bị thêm một chút. Ninh Triết lộ vẻ ngưng trọng, tràn đầy thâm ý gật đầu thật mạnh, đích thật là phải chuẩn bị thật kỹ. Chương 236, chiến đấu chỉ là công cụ, 1. Ba nhà muốn liên thủ thảo phạt viên đại thắng rồi, Ninh Triết vô cùng coi trọng chuyện này. Thế địch hiện tại chưa rõ, hơn nữa viên đại thắng cũng chưa thể thi triển toàn lực. Bởi vì trước đó ra tay giải cứu Tôn Linh Đồng khiến cho rất nhiều thủ đoạn của viên đại thắng đã bị bại lộ. Ví dụ như Toái Dương Thủ, Hồi Thủ Đào, hoặc là Tiên Tư Nghĩa Cốt Kim Kiên. Đương nhiên tiên tư này đến nay vẫn đang nằm trong bóng tối. Người thường có lẽ chỉ liên tưởng đến vật liệu chế tạo ra bộ khung xương này cực kỳ tốt, giúp viên đại thắng có thể chống đỡ được quỷ hỏa thiêu đốt. Điểm này có thể dễ dàng suy đoán ra được từ phản ứng sau trận chiến với đám người Mông Vị.
Nếu bọn họ phát hiện ra đối phương có linh tính, có tiên tư, nhất định sẽ điên cuồng lùng sục toàn thành, chứ không phải là trạng thái an ổn xem tình huống như bây giờ. Cho dù như vậy, tốt nhất cũng không nên để lộ tiên tư nghĩa cốt kim kiên trên người kim huyết chiến viên, đại thắng lộ ra ngoài thêm một lần nào nữa. Ninh Chuyết lại cân nhắc việc khung xương của kim huyết chiến viên đều là do vật liệu cấp thấp tạo thành, cho nên cũng không thể chờ mong quá nhiều đối với việc nó sẽ có thêm càng nhiều tính năng. Làm cách nào mới có thể gia tăng thực lực cho viên đại thắng một cách tối đa đây? Khi suy nghĩ đến vấn đề này, Ninh Chuyết lại không khỏi cảm thấy may mắn, cũng nhờ mười mấy ngày nay, hắn đều đặt trọng tâm vào bên trên. Hỏa táng bàn nhược giải linh kinh. Thông qua hỏa táng kinh, rèn đúc ra cơ quan bộ kiện có linh tính, tăng cường chiến lực cho viên đại thắng. Đây hẳn là phương pháp phá cục. Chỉ là vì sao ba nhà lại tự tin có thể khiêu chiến viên đại thắng như vậy? U Minh Sứ Tiết, Thích Bạch cũng đã từng xuất hiện, cho nên bên trong suy đoán của ba nhà, bọn họ cũng sẽ tính toán luôn biện pháp giải quyết Thích Bạch. Nguồn gốc của sự tự tin như vậy e rằng chính là phòng chỉnh đốn. Trong dung nham tiên cung, sau căn phòng số 3 chính là một phòng chỉnh đốn. Trong phòng chỉnh đốn có chứa một lượng lớn bệ cơ quan chế tác, chỉ cần trả một ít linh thạch liền có thể sửa chữa được thân thể mộc ngẫu. Đến hai gian phòng chỉnh đốn phía sau, linh thạch còn có thể mua được rất nhiều tài liệu cấp thấp, tiến hành cải tiến thân thể mộc ngẫu ở một mức độ nhất định nào đó. Điểm cường đại của nhân tộc chính là trí tuệ, mà lĩnh vực có thể phát huy trí tuệ nhiều nhất chính là công cụ. Chỉ cần một điểm tựa, một cái đòn bẩy là có thể khiến cho con người nâng được vật nặng vượt xa giới hạn sức lực của bản thân. Đây cũng chính là cơ quan đơn giản nhất, nhưng lại có uy năng rung động lòng người. Bách nghệ tu chân chính là làm thế nào để vận dụng các loại tài nguyên một cách hợp lý hơn. Bên trong bách nghệ tu chân, cơ quan thuật có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao của công cụ. Ánh mắt Ninh Chuyết dần dần sâu thẳm. Đội ngũ cải tu của ba nhà tiến hành thăm dò tiên cung hiện nay đều có tu vi đỉnh phong tầng 3. Những ngày này bọn họ tích cực tu hành cơ quan thuật, tiến hành rất nhiều luyện tập đối với thân thể mộc ngẫu cùng với các loại pháp thuật như thượng điếu hoàn, cực kỳ quen thuộc với những thứ này. Hiện tại bọn họ dự định lợi dụng phòng chỉnh đốn thật tốt, phát huy tối đa những ý tưởng kỳ lạ của bản thân. Từ đó bộc phát ra chiến lực cường đại, một lần hành động lật đổ sự trấn áp của viên đại thắng. Tư duy của Ninh Chuyết rất nhanh nhạy, nhanh chóng thấy rõ cục diện trước mắt, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã có thể đoán trúng điểm mấu chốt trong hành động liên hợp của ba nhà. Chính là phòng chỉnh đốn. Vấn đề bây giờ là ta có nên để viên đại thắng sớm xuất hiện ở ba cửa ải đầu tiên, chặn bọn họ lại hay không? Hành động liên hợp của ba nhà kỳ thật có một nhược điểm chí mạng. Chỉ cần viên đại thắng sớm chặn đường bọn họ, một đám người này ngay cả phòng chỉnh đốn đầu tiên cũng sẽ không vào được. Thế nhưng đáp án dùng bạo lực đơn giản nhất này lại không phải là cách giải quyết tối ưu nhất cho vấn đề. Nếu ta làm như vậy một lần thì còn được. Thế nhưng sau hai lần, ba lần, liên minh của ba nhà sẽ sinh ra nghi ngờ rất lớn bởi vì viên đại thắng bất kể lúc nào đều có thể xuất hiện chặn đường một cách vô cùng chuẩn xác. Nếu bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không thể đột phá được, thậm chí liên minh ba nhà sẽ tiến hành hợp tác với phủ thành chủ. Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trên con đường hồn nhập tiên cung này, phe có ưu thế nhất chính là phủ thành chủ. Ba nhà liên hợp lại với nhau, dốc sức cạnh tranh với đám người Mông Trùng nhưng vẫn luôn ở thế hạ phong. Đám người Mông Trùng gần như đã bao trọn các bảng xếp hạng, liên minh ba nhà bởi vì viên đại thắng mà không có cách nào phát huy ra được ưu thế thực sự về nhân số. Một khi Ninh Chuyết chèn ép quá mức, khiến cho liên minh ba nhà rơi vào tuyệt vọng. Người ta thường nói túng quá hóa liều, bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm sự trợ giúp đến từ phủ thành chủ. Phủ thành chủ có đáp ứng hay không? Vấn đề này thật sự không thể nói trước được. Nếu như chỉ có một con đường hồn nhập tiên cung, Ninh Chuyết cảm thấy khả năng phủ thành chủ đáp ứng chuyện hợp tác là rất nhỏ. Nhưng hiện tại, tự thân thâm nhập tiên cung cũng là một con đường khác. Mà trên con đường này, sức cạnh tranh của phủ thành chủ rất nhỏ, gần như không thể nào leo lên được. Chiếm ưu thế chính là Chu gia, Trịnh gia, mà người đứng thứ nhất chính là Chu Huyền Tích. Trước đó gã đã một lần cống hiến ba cỗ cơ quan tạo vật cấp bậc chuẩn kim đan. Loại đại thủ bút như vậy đã khiến cho gã có thể một bước lên mây, trở thành người đứng đầu con đường tự thân thâm nhập tiên cung hiện nay. Đối với phủ thành chủ mà nói, bọn họ cần phải để cho tiến triển của Mông Trùng nhanh hơn, càng nhanh càng tốt, vượt qua được tiến độ của Chu Huyền Tích. Viên đại thắng nhiều lần đánh lui Mông Trùng chính là trở ngại lớn nhất. Cho nên trước tiên liên thủ thảo phạt cơ quan viên hầu này,
đánh giết nó, xem xét cấu tạo cơ quan bên trong đối với phủ thành chủ mà nói là động lực rất lớn. Cho dù sau này Viên Đại Thắng được tiên cung chữa trị, bị ném vào cửa ải thí luyện một lần nữa, bọn họ cũng đã có được tình báo mấu chốt, có thể tiến hành phòng ngự và nhắm vào. Cho nên điểm mấu chốt trong việc phủ thành chủ đưa ra quyết sách chính là một khi diệt trừ cơ quan Viên Hầu, ưu thế của liên minh ba nhà có vượt qua Mông Trùng hay không. Vượt qua thì chắc chắn sẽ không đáp ứng chuyện hợp tác. Nếu không vượt qua, đại khái bọn họ sẽ đi đầu hợp lực với ba nhà kia. Mà Viên Đại Thắng lúc này chỉ riêng đơn độc đối mặt với Mông Trùng cũng đã tương đối chật vật. Một khi bốn thế lực lớn liên hợp lại với nhau, Viên Đại Thắng sẽ phải đối mặt với một đội ngũ khổng lồ lấy Mông Trùng cầm đầu. Những thiên tài khác làm phụ tá, nhân số của đội ngũ cải tu sẽ vượt qua con số 100. Các bạn đang nghe chuyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 237, Chiến đấu chỉ là công cụ, 2. Cho dù kéo cả U Minh Sứ Tiết, Thích Bạch đến, không tiếc hao phí phần linh tính cuối cùng của nó để tham chiến, e rằng cũng là kết quả thua nhiều thắng ít. Vậy nên thả bọn họ vào phòng chỉnh đốn, để bọn họ tiến hành chuẩn bị đầy đủ trước trận chiến, sau đó để Viên Đại Thắng ra sân mới là đáp án chính xác sao? Nói chính xác hơn, không thể để cho liên minh ba nhà thảm bại trong trận chiến này. Viên Đại Thắng mặc dù có thể chiến thắng, nhưng lại phải lưu lại cho bọn họ một chút hy vọng hão huyền, giống như chỉ cần lần sau cố gắng thêm một chút là có thể đánh bại được nó. Nếu như Viên Đại Thắng biểu hiện ra quá mạnh, khiến cho liên minh ba nhà cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ vẫn sẽ liên lạc với Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ vừa nghe xong đã có thể xác định rõ, thì ra cơ quan Viên Hầu kia lại mạnh như vậy. Một khi cảm nhận được áp lực, bọn họ cũng sẽ thúc đẩy Mông Vị, Mông Trùng đưa ra quyết sách hợp tác. Chỉ khi để cho liên minh ba nhà cảm thấy lần này bọn họ chỉ kém một chút là có thể thành công. Như vậy bọn họ mới không tiến hành hợp tác với Phủ Thành Chủ. Bọn họ sẽ khát khao tự mình phá giải Viên Đại Thắng, để cho cơ quan Viên Hầu này tiếp tục tạo thành trở ngại cho Mông Trùng sau khi được chữa trị. Chỉ có tình huống như vậy mới là có lợi nhất cho ta. Ninh Tuyết cảm nhận được áp lực vô cùng rõ ràng. Thế cục phức tạp quyết định hắn cần phải theo đuổi một kết quả chiến đấu phức tạp. Viên Đại Thắng chiến bại, không được. Viên Đại Thắng đại thắng, cũng không được. Nhất định phải là chiến thắng sát nút, còn phải để cho liên minh ba nhà một chút hy vọng hão huyền. Chỉ khi làm được điều này, Ninh Tuyết mới coi như là người chiến thắng thực sự trong trận đấu lần này. Chiếu đấu cũng chỉ là một loại hành vi, là một loại công cụ. Giống như không lâu trước đây, Chu Trạch Thâm chủ động đưa ra yêu cầu luận bàn, chiến đấu cùng với ta. Hắn dùng loại công cụ chiến đấu này để tích lũy tình hữu nghị, nâng cao quan hệ với ta. Mà trận chiến giữa Viên Đại Thắng và đội ngũ liên hợp của ba nhà chính là công cụ để ta tiếp tục duy trì quyền trưởng khống Dung Nham Tiên Cung. Ninh Tuyết nói tin tức này cùng với phân tích của bản thân hắn đối với tình thế trước mắt cho Tôn Linh Đồng nghe. Người sau lại vô cùng tán thưởng, cũng rất cảm khái, Tiểu Tuyết, hiểu biết của ngươi đối với các thế lực, đối với việc suy đoán lòng người còn tinh thông hơn cả ta nữa. Về phương diện này, ta xem như đã có thể kê cao gối ngủ rồi. Ninh Tuyết khiêm tốn nói, đâu có, đâu có, đệ vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót. Tôn Linh Đồng nói, nếu đã như vậy, gần nhất ta cũng tăng thêm chút sức lực, tranh thủ thời gian giải khai túi trữ vật của Thích Bạch. Y sau khi bị truy nã toàn thành liền ở lại trong số ít căn cứ bí mật dưới lòng đất chưa bị bại lộ, qua mỗi một khoảng thời gian lại chuyển đi một lần. Thương thế trên người cũng đã sớm khỏi hẳn. Ngày thường ngoài việc tu hành cùng với thăm dò tiên cung ra, y đang tập trung nghiên cứu túi trữ vật của Thích Bạch. Một lần Ninh Tuyết nhúng tay vào chợ đen kia, y mới mạo hiểm xuất hiện trong thành, hạ mệnh lệnh cho bang chủ quy tức bang. Đây cũng là lần duy nhất y ra ngoài. Tu chân phát triển đến ngày nay, đạo cụ trữ vật của tu sĩ đều sẽ được thiết lập các loại biện pháp nghiệm chứng, phòng ngự, tự bảo. Lúc trước Ninh Tuyết chém giết Tam Quỷ Hoàng gia, cũng phải nghiên cứu rất lâu mới có thể mở ra được ba cái túi trữ vật. Lúc đó còn có một con tiểu quỷ từ trong túi bay ra, ý đồ tập kích hắn. Cũng may Ninh Tuyết cũng không hề lơ là, đã sớm có phòng bị, trực tiếp tiêu diệt con tiểu quỷ này. Thích Bạch thân là đệ tử của Đại Tông Ma Đạo, quy cách phòng ngự của túi trữ vật chắc chắn là rất cao. Tôn Linh Đồng cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, vẫn luôn nỗ lực phá giải túi trữ vật của Thích Bạch. Mặc dù có tiến triển nhưng lại vô cùng chậm chạp. Theo như suy đoán của Ninh Tuyết,
Nếu túi trữ vật đã được phong bế cẩn mật như vậy, hẳn là vô cùng quan trọng đối với Thích Bạch. Bên trong rất có thể có rất nhiều vật dụng cá nhân của đối phương. Những vật phẩm này sẽ gia tăng linh tính cho cơ quan nhân ngẫu Thích Bạch dưới tác động của hỏa táng bàn nhược giải linh kinh. Ninh Tuyết gật đầu, nếu như U Minh Sứ Tiết, Thích Bạch cũng có thể tham gia trong trận chiến lần này, vậy thì chúng ta sẽ càng nắm chắc hơn. Nhưng không nên quá mạo hiểm, Tôn Lão Đại. Sau khi Thích Bạch chết đi, bên phía Phệ Hồn Tông lại không có bất kỳ động tĩnh gì, chuyện này rất là khác thường. Rất có thể người của bọn chúng đã đến rồi. Tôn Linh Đồng tự biết phân rõ nặng nhẹ, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Y lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai tên ma tu mũi ưng cùng với mắt hình tam giác của Phệ Hồn Tông đều đang bị phủ thành chủ giam giữ trong ngục. Ta cũng không lo lắng gì với bọn chúng, đây vốn là con mồi do phủ thành chủ cố ý bày ra. Ta càng lo lắng chính là Hàn Minh. Sau một trận chiến kia, ả ta từ đầu đến cuối mai danh ẩn tích. Nếu như ả bí mật liên hệ với người của Phệ Hồn Tông, vậy thì uy hiếp đối với chúng ta sẽ càng lớn hơn. Ai già, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ninh Trích không kìm được thở dài một tiếng. Sau khi hắn nắm giữ chợ đen đã vô cùng chú ý thu thập tình báo trên phương diện này, nhưng đến nay vẫn không có kết quả gì. Mấy ngày sau, Ninh Tuyết quả nhiên nhận được thông báo, phải lập tức đi tới Chu gia. Trong một gian thính đường dưới lòng đất, toàn bộ đội ngũ cải tu của ba nhà tụ tập đông đủ. Tộc trưởng của ba nhà cùng nhau xuất hiện, chính thức tuyên bố triển khai hành động liên hợp mới. Đã sớm ngứa mắt với con cơ quan viên hầu kia rồi. Ba nhà chúng ta liên hợp lại với nhau, lại có tới 5 vị thiên tài đi đầu dẫn dắt, nhất định có thể báo thù rửa hận thành công. Tạo nghệ cơ quan thuật của ta trong những ngày qua đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại đã khác xưa nhiều lắm. Ha ha ha, vậy thì chúng ta cùng nhau làm một phố lớn đi. Mọi người nhiệt tình trao đổi, sĩ khí vô cùng, hăng hái. Tộc trưởng ba nhà lại tiếp tục an bài như sau, phong tỏa phòng dưới mặt đất, tiến hành đặc huấn trong vài ngày. Trong thời gian này tất cả thành viên của đội ngũ cải tu đều ăn ngủ tại đây, cấm tùy tiện ra ngoài. Sau khi tan họp, Chu Trạch Thâm mỉm cười, chủ động tìm đến Ninh Tuyết, Ninh Huynh, đi theo ta, chúng ta cần phải tập trung thảo luận kế hoạch tác chiến cụ thể. Ninh Tuyết khẽ mỉm cười, chủ động bắt chuyện, Chu Huynh, còn phải đa tạ mão đinh kình xạ nỏ của ngươi, thực sự dùng rất tốt. Chu Trạch Thâm cười to, lần luận bàn sau, ta nhất định sẽ đoạt được bản vẽ cơ quan hầu của Ninh Huynh. Mời đi bên này. Chu Trạch Thâm vươn tay ra hiệu. Ninh Tuyết, mời. Chương 238, chi mạch từ khi nào cuồng vọng như vậy? 1. Trong đội ngũ liên minh ba nhà, 5 vị thiên tài luyện khí kỳ rõ ràng chính là thủ lĩnh, nhân vật nòng cốt trong chiến đấu. Bất kỳ kế hoạch tác chiến nào trên cơ bản đều xoay quanh 5 người này. Lợi ích của việc Ninh Tuyết che giấu thực lực đã được thể hiện rõ rệt vào lúc này. Hắn quyết tâm phải lắng nghe kỹ lưỡng, ghi nhớ cẩn thận, sau đó mới có thể nghĩ ra phương án đối phó. Ninh Tuyết cùng 4 người còn lại đi vào một gian mật thất. Cách bài trí trong gian mật thất này cũng tương tự như học đường, có một vị tu sĩ trung niên tu vi trúc cơ kỳ đứng ở phía trước. 5 người lần lượt tìm chỗ ngồi xuống, ta tên là Trịnh Hóa. Vị tu sĩ trung niên kia mở miệng tự giới thiệu, lần này ta sẽ giảng giải cho chư vị về phương lược chung của cuộc hành động liên hợp lần này. Ninh Tuyết lập tức nhớ lại những thông tin liên quan đến tu sĩ tên Trịnh Hóa này. Y là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, dù mới tuổi trung niên nhưng đã đảm nhiệm chức vụ gia lão của Trịnh gia. Chủ yếu là bởi vì thiên tư của bản thân y, kim thạch vi khai, có thể xử lý rất nhiều vật liệu khó dung luyện. Bản thân Trịnh Hóa cũng rất có tạo nghệ đáng kể về luyện khí, đã đạt đến cảnh giới tông sư, là một trong những tu sĩ luyện khí hàng đầu của Hỏa Thị Tiên Thành. Trịnh Hóa lập tức phóng thích pháp lực, nhanh chóng ngưng tụ hình dạng kim huyết chiến viên, đại thắng giữa không trung, sống động như thật. Trịnh Hóa nói, mọi người hẳn là không có chút xa lạ gì với con cơ quan viên hầu này, nói chính xác hơn là có ấn tượng rất sâu sắc. Đám người Chu Trạch Thâm, Chu Trụ, Trịnh Tiễn đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Ninh Tiểu Tuệ càng là mặt trầm như nước, Ninh Tuyết thì nhíu chặt lông mày. Trịnh Hóa tiếp tục nói, dựa theo tình báo thu thập được hiện nay, con cơ quan viên hầu này chủ yếu là cơ quan chiến đấu cận chiến. Cơ thể của nó hẳn là được tạo nên từ chu hỏa lưu ly, một loại vật liệu được tinh luyện từ chu diễm thạch. Muốn đối phó với loại vật liệu này, pháp thuật hệ băng chính là lựa chọn tốt nhất. Khung xương của nó ít nhất cũng có xích kim huyền thiết, hơn nữa trên bề mặt xương còn khắc họa pháp cấm.
dựa theo hoa văn của pháp cấm cùng với tình huống chiến đấu để suy đoán, hẳn là loại pháp cấm mang tính phòng ngự. Khả năng rất lớn chính là kim cương hộ thể pháp. Cho nên sử dụng lôi pháp để suy yếu đi pháp cấm cũng là một chiến thuật có ý nghĩa. Phần đầu của cơ quan viên hầu hẳn là có một bộ phận cơ quan chuyên dùng để tính toán. Nếu như chúng ta có thể phá hủy đi bộ phận này thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho trận chiến. Bởi vì tài liệu tạo nên cơ quan viên hầu cũng không phải quá nổi bật, chiến lực chủ yếu là đến từ kỹ nghệ chiến đấu tinh xảo của nó. Mà muốn làm được điểm này, yêu cầu đối với bộ phận tính toán hẳn là rất cao. Nếu như không thể phá hủy đi cái đầu của nó, vậy thì hai tay của nó chính là mục tiêu tấn công thứ yếu. Rất có thể trong đôi bàn tay của nó ẩn giấu nhiều phù lục võ kỹ. Chỉ cần phá hủy đi những phù lục này là có thể làm suy yếu đi khả năng chiến đấu của nó. Phân tích của Trịnh Hóa khiến cho sắc mặt 5 người đều giãn ra một chút. Sau đó tâm niệm của y vừa động, hình ảnh viên đại thắng được ngưng tụ từ pháp lực đột nhiên sụp đổ, chờ lúc ngưng tụ thành hình lần nữa thì đã biến thành U Minh Sứ Tiết, Thích Bạch. Vẻ mặt Trịnh Hóa lập tức trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Theo ta thấy, cỗ cơ quan nhân ngẫu này mặc dù có tần suất xuất hiện ít hơn, nhưng còn đáng sợ hơn cả cơ quan viên hầu nọ. Khung xương của nó sử dụng U Lam Minh Thiết, nhiều đoạn xương cốt được thay thế bằng hồn mộc. Hiện tại không có cách nào xác định niên đại cụ thể của hồn mộc, nhưng dựa theo tiêu chuẩn của cơ quan viên hầu để phán đoán, hẳn là hồn mộc 100 năm tuổi. Nhưng chỉ bằng những thứ này, vẫn chưa đủ để cho cỗ cơ quan nhân ngẫu này có thể đồng thời khống chế nhiều quỷ hồn đến như vậy. Trên người nó nhất định còn có các bộ phận cơ quan quan trọng, trợ giúp nó điều khiển lượng lớn quỷ hồn. Cơ quan nhân ngẫu này có khả năng công kích gây suy yếu hồn phách, xét về mặt dao động của pháp lực, trông rất giống với phệ hồn thuật. Ở chỗ cỗ được bố trí cơ quan linh kiện, có thể phát ra âm công, khiến cho hồn phách của sinh linh chấn động kích liệt. Một khi thanh âm này phát ra, nếu chỉ dựa vào bản thân chúng ta sẽ rất khó có thể phòng ngự được. Phần mắt của nó được thiết kế vô cùng kỹ lưỡng, sử dụng vật liệu hỗn hợp, hiện tại còn chưa rõ uy năng là gì. Nhưng ta suy đoán rất có thể ẩn giấu sát chiêu nào đó. Trên khắp cơ thể nó đều có cơ quan lỗ để phun đồ vật. Một khi được mở, những lỗ nhỏ này có thể phun ra sa kim thuộc tính âm với tốc độ vô cùng cao. Sa kim có thể tụ lại thành một khối chỉ trong nháy mắt, tạo thành một bộ áo bào màu đen hộ thân, năng lực phòng ngự rất tốt. Nhìn từ một điểm này, có lẽ chúng ta có thể sử dụng pháp thuật hóa bùn lầy để lấp kín tất cả các lỗ phun này. Trịnh Hóa nói ra những lời cuối cùng, trên người nhân ngẫu nô quỷ này có ít nhất 2 bộ pháp trận, 18 tấm phù lục pháp thuật, rõ ràng nó là cơ quan tạo vật thuộc loại tấn công tầm xa, đề nghị nên toàn lực chiến đấu cận kiến. Sắc mặt 5 người lúc này lại trở nên ngưng trọng, đều đang suy nghĩ, thông tin thực sự quá ít. Tình báo về nhân ngẫu nô quỷ rõ ràng ít hơn so với cơ quan viên hầu, ngay cả chiến thuật đối phó cũng không có quá nhiều. Nếu muốn thật sự đối phó với nó e rằng sẽ không hề dễ dàng. Lông mày Ninh Tuyết cũng càng thêm nhíu chặt hơn, trong lòng lại đang nghĩ, thông tin lộ ra quá nhiều rồi. Phân tích của Trịnh Hóa gần như không sai chút nào, không hổ là một trong những người nổi tiếng về luyện khí của Trịnh gia. Về phần phệ hồn thuật, cho dù đã bị nhìn ra manh mối nhưng mọi người đều không liên tưởng đến phệ hồn tông. Bởi vì có rất nhiều bản cải tiến của pháp thuật này tồn tại dẫn đến phệ hồn thuật có rất nhiều phiên bản. Không phải chỉ có tu sĩ phệ hồn tông mới có thể sử dụng môn pháp thuật này. Chẳng qua uy thuật của môn pháp thuật này sẽ cường đại hơn khi được tu sĩ phệ hồn tông thi triển ra mà thôi. Trên thực tế trước khi phệ hồn tông được sáng lập, phệ hồn thuật đã sớm tồn tại trên đời. Nghe đồn nguồn gốc ban đầu chính là từ một trong 10 đại cổ thú, quỷ sát hồn thôn. Quỷ sát hồn thôn thú có thân dài 30 trượng, hình dạng giống sư hổ, thân thể to lớn cường tráng. 4 chân mạnh mẽ hữu lực, móng vuốt sắc bén như đao. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vảy u ám, những lớp vảy này sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt vào ban đêm. Các bạn đang nghe truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 239, chi mạch từ khi nào cuồng vọng như vậy? 2. Phần đầu của quỷ sát hồn thôn có 3 con mắt ở giữa có thể nhìn thấy sự tồn tại của quỷ hồn. Miệng của nó vô cùng rộng lớn, răng nanh sắc nhọn, có thể dễ dàng xé rách tất cả linh hồn. Cái đuôi của nó có hình dạng giống như thân rắn, chóp đuôi giống như đầu rắn.
Ở trên đầu rắn ngậm một viên bảo châu tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, có thể chứa đựng hồn lực vô tận. Phần lưng của quỷ sát hồn thôn có một đôi cánh màu đen to lớn, hình dạng giống như cánh rơi, có thể bay lượn với tốc độ cực nhanh, dễ dàng đuổi kịp quỷ hồn đang chạy trốn. Trịnh Hóa thu hồi pháp lực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía năm người, trên đây chỉ là suy đoán của chúng ta dựa trên tất cả những thông tin hiện có. Không loại trừ khả năng tất cả chúng ta cùng xuất động sẽ khiến cho độ khó khi xông quan tăng vọt, khiến cho hai cỗ cơ quan kia trở nên càng thêm cường đại. Càng không loại trừ khả năng xuất hiện cỗ cơ quan thứ ba, thậm chí là cỗ thứ tư. Được rồi, nếu chư vị có vấn đề gì thì có thể hỏi trước, ta sẽ cố gắng giải đáp. Chu Trạch Thâm là người đầu tiên đặt câu hỏi, hai thứ này cũng đều là cơ quan. Tại sao không nhắm vào điểm này? Ta muốn hỏi, có phát hiện ra thủ pháp thao túng hai cỗ cơ quan này hay không? Trịnh Hóa lắc đầu, không có. Đề tuyến, đầu trượng, thần thức là những thủ pháp thao túng kinh điển nhất, nhưng đều không phù hợp với hai cỗ cơ quan này. Chúng ta suy đoán có lẽ là thao túng bằng linh tính. Trong dung nham tiên cung có cung linh, long ngoan hỏa linh, nó có thể thao túng được cơ quan nhân ngẫu. Trước đó dung nham tiên cung từng bị yêu thú vây công, long ngoan hỏa linh có lẽ đã động thủ, nó điều khiển một cỗ nhân ngẫu hình người, nắm giữ cục diện của một trận chiến này. Đây là tình hình chiến đấu lúc đó, mọi người có thể truyền tay nhau xem. Trịnh Hóa lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho năm người ở phía dưới. Sau khi truyền đến tay Ninh Triết, hắn lập tức dán khối ngọc giản lên mi tâm. Nhìn thấy cảnh tượng chiến trường phòng ngự tiên cung trên đỉnh núi lửa lúc bấy giờ, cũng nhìn thấy nhân ngẫu đạo sư cấp kim đan xuất động. Đây hẳn là cảnh tượng xảy ra lúc ta và Tôn Lão Đại còn đang đối chiến với Thích Bạch. Là người nào đã ghi lại những hình ảnh này? Vậy mà có thể làm loạn ngay dưới mí mắt Mông Vị. Góc nhìn này có vẻ như là từ xa nhìn lại. Trong lòng Ninh Triết lập tức hiện lên một cái tên, Chu Huyền Tích. Hắn đoán không sai. Đây quả thật là khối ngọc giản do Chu Huyền Tích cung cấp cho lão tổ kim đan của ba gia tộc. Sau đó lão tổ ba gia tộc sao chép hình ảnh, truyền trở về cho gia tộc của mình. Trịnh Hóa nhân lúc mọi người đang xem khối ngọc giản này, tiếp tục nói, nếu quả thật là thao túng bằng linh tính, vậy thì cơ quan viên hầu, nhân ngẫu nô quỷ đều có thể coi là linh bảo. Linh bảo, Trịnh Tiễn không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Phù bảo, pháp khí, pháp bảo, linh bảo. Xét về phẩm chất thì linh bảo đã là cao cấp nhất. Trong lịch sử, các báu vật trấn phái của môn phái, gia tộc siêu cấp hoặc là quốc độ tu chân, không có cái nào không phải là linh bảo. Người này hình như là lão tổ kim đan của nhà ta. Ninh Triết xem khối ngọc giản, tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng lão tổ Ninh gia bị quả hạch đập vào đầu, bất đắc dĩ phải rút lui. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đưa khối ngọc giản cho người kế tiếp. Liên minh của ba gia tộc đã tìm hiểu rất sâu về Viên Đại Thắng, Thích Bạch. Bọn họ thậm chí còn đoán được chân tướng những cơ quan tạo vật này được thao túng bằng linh tính. Quả nhiên có thể trở thành gia tộc đứng đầu bên trong trong tiên thành, ai nấy đều có nội tình và thực lực, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ là bọn họ mới đoán đúng một phần, còn cách chân tướng một khoảng cách không nhỏ. Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ được. Bọn họ chẳng qua thiếu hụt tình báo mấu chốt, nhưng một khi đã có thì sẽ có thể lập tức bổ sung, tái hiện chân tướng. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ đến được phòng quan tài, biết được tin tức về hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, những người này sẽ rất nhanh hoài nghi về thân phận thật sự của Viên Đại Thắng, Thích Bạch. Cũng may ta đã dựng lên các tường đá ở Phật Môn, Ma Môn rồi. Trước đó Ninh Triết còn có một lỗ hổng. Phật Môn, Ma Môn vẫn còn hiện ra trong đại sảnh trung chuyển thứ hai. Tuy nhiên theo như hình thức ban đầu của thần thông nhân mệnh huyền ti ngày càng gần đến lúc nở hoa, hơn nữa tu vi, hồn lực của Ninh Triết đều có tiến bộ vượt bậc. Cuối cùng cũng để cho hắn dốc toàn lực, phong bế Phật Môn, Ma Môn trong đại sảnh trung chuyển thứ hai bằng tường đá, không lộ ra chút dấu vết nào. Ninh Triết cố ý nói, nếu như chỉ có những tình báo này, ta cho rằng khả năng chúng ta chiến thắng cơ quan viên hầu cùng với nhân ngẫu nô quỷ kia cũng không cao. Ta đề nghị tạm thời hoãn hành động lại, tiếp tục đi sâu điều tra, thu thập tình báo một cách toàn diện hơn. Dựa trên cơ sở chuẩn bị đầy đủ rồi mới tiếp tục thăm dò dung nham tiên cung. Chu Trạch Thâm lập tức quay đầu nhìn về phía Ninh Triết, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thầm nghĩ. Ninh Triết quả nhiên có suy nghĩ giống như ta, hai chúng ta đều là những người biết động não suy nghĩ kỹ càng. Ninh Tiểu Tuệ lại hừ lạnh một tiếng, Ninh Triết, ngươi chưa đánh đã run, có còn là thiên kiêu của gia tộc hay không?
ngươi muốn thu thập tình báo, chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này, đánh một trận quyết định với con cơ quan viên hầu chết tiệt kia. Đánh cho nó tan xương nát thịt, chúng ta chẳng phải cũng có thể thu thập được tình báo mấu chốt hay sao? Ninh Chuyết cũng lạnh lùng hừ một tiếng, Ninh Tiểu Tuệ, ta biết ngươi thường xuyên bị cơ quan viên hầu kia làm khổ. Cũng có thể hiểu được tâm tình nóng lòng muốn báo thù của ngươi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngươi có thể chiến đấu một cách không có não. Ngươi lỗ mãng như vậy sẽ chỉ thu hoạch được càng nhiều thất bại hơn. Ngươi! Ninh Tiểu Tuệ trừng mắt, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ cùng với không thể tin từ trước đến nay chưa từng có người nào, hoặc có thể nói là chưa từng có đồng môn nào dám bất lịch sự với nàng như vậy. Ninh Chuyết chính là người đầu tiên, hơn nữa còn trực tiếp mỉa mai mình ở trước mặt người ngoài. Ngươi chỉ là một tộc nhân chi mạch trong gia tộc. Ninh Tiểu Tuệ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn phun ra lửa. Ninh Chuyết không chút lưu tình ngắt lời, ngươi đường đường là dòng chính, thế mà ngay cả một nửa thành tích của ta cũng không đạt được thì tính là cái gì? Ninh Tiểu Tuệ bỗng nhiên đứng thẳng người, toàn thân tỏa ra hàn khí. Một bóng ma trắng như tuyết chậm rãi bay lên từ trên người nàng ta, khuôn mặt hung tợn nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, chi mạch Ninh gia từ khi nào lại cuồng vọng như vậy? Đồng tử Ninh Chuyết lập tức co rụt lại, lập tức nhảy lùi về phía sau, kéo dài ra một chút khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng ma nọ, ngươi là cái thứ gì? Bóng ma lập tức bị chọc tức đến run rẩy, ta cũng là dòng chính Ninh gia. Chương 240, đọc lại đã là người trong sách, 1. Chứng kiến song phương đối đầu vô cùng gay gắt, chỉ thiếu nước đánh nhau đến nơi, Trịnh Hóa vội vàng đứng ra hòa giải, mọi người bình tĩnh đã nào. Cuộc chiến thực sự còn chưa bắt đầu, thế mà bên trong nội bộ đã không ngừng. Nếu như truyền ra bên ngoài, chẳng phải sẽ làm tổn hại thanh danh Ninh gia hay sao? Đám người Chu Trạch Thâm cũng nhao nhao phụ họa. Dưới sự khuyên can của mọi người, Ninh Chuyết, Ninh Tiểu Tuệ và đạo tuyết hồn thần bí kia mới thu liễm khí tức, tạm thời ngừng tranh cãi. Khi ngồi trở về chỗ một lần nữa, Ninh Tiểu Tuệ và Ninh Chuyết đã cách nhau rất xa. Chu Trạch Thâm mỉm cười, chắp tay về phía đạo tuyết hồn bí ẩn nọ, vẫn chưa được biết cao tính đại danh của vị tiền bối này. Đạo tuyết hồn bí ẩn nọ có tu vi trúc cơ kỳ, lúc này y ngẩng đầu nói, ta là Ninh Hiết. Khi còn sống chính là gia lão Ninh gia, có được thiên tư tuyết hồn băng phách. Sau khi tử trận lại cải tu thành quỷ tu. Lần này xuất sơn chính là vì liên hợp hành động cùng chư vị. Chu Trạch Thâm có chút khó hiểu, tiền bối là quỷ tu trúc cơ kỳ, khó có thể thay đổi tu vi, làm sao có thể hồn nhập tiên cung được. Quỷ tu Ninh Hiết bèn nói, chuyện này cũng không khó. Ta có thể ký thác vào trong hồn thể của Tiểu Tuệ, tạm thời dung hợp làm một thể. Ninh Tiểu Tuệ hồn nhập tiên cung, ta cũng có thể được nó mang vào trong. Thế nhưng nếu ta hiện thân chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trong 13 nhịp thở. Một khi vượt quá thời gian này thì sẽ bị dung nham tiên cung trục xuất ra ngoài. Trịnh Tiễn lúc này mở miệng, ở bên cạnh chứng thực, chúng ta cũng đã xác nhận loại tình huống này rồi. Gã vậy mà lại là người biết chuyện, ánh mắt Chu Trạch Thâm khẽ âm trầm thêm mấy phần. Gã có thể tinh ý nhận ra, dường như Ninh gia và Trịnh gia đã tiến đến gần nhau hơn so với trong tưởng tượng của gã. Thế nhưng ngoài mặt Chu Trạch Thâm vẫn chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, có tiền bối thi triển thiên tư tuyết hồn băng phách trợ trận, phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Ninh Hiết hừ lạnh một tiếng, đó là lẽ đương nhiên. Ninh Chuyết lại không kìm được cao giọng nói, chỉ có thời gian 13 hơi thở để xuất thủ, có thể làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đóng băng toàn bộ cửa ải hay sao? Ninh Hiết lập tức nheo cặp mắt lại, thần sắc cực kỳ không vui, tiểu bối chi mạch, ngươi nói cũng không sai. Ta vốn có thể đóng băng hoàn cảnh xung quanh, thay đổi chiến trường. Nếu như ngươi không tin, đến lúc đó sẽ cho ngươi nếm thử tư vị này thật kỹ. Ninh Chuyết lại cười khẩy, đóng băng cả người mình. Có phải ngươi chết rồi, đầu óc cũng đã chết theo hay không? Có bản lĩnh thì đóng băng cơ quan viên hầu, còn có nhân ngẫu nô quỷ kia ấy. À, đúng rồi, nếu ngươi bị nhân ngẫu nô dịch, vậy thì để cho người ta cười chết mất. Im mồm. Ninh Hiết bị chọc tức đến mức không kìm được mắng to một tiếng, tiểu bối ngươi miệng lưỡi sắc bén. Còn dám ẩm ý nữa, có tin ta, xé nát cái miệng của ngươi hay không? Sắc mặt Ninh Chuyết lập tức nghiêm lại, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm, người nào kêu gào với ngươi vậy? Ta cũng chỉ vạch ra tai họa ngầm lớn nhất trong chuyện này. Cân nhắc vì toàn cục mà thôi, ngươi lại cho rằng ta đang kêu gào với ngươi ư? Ninh Chuyết không chút khách khí,
chỉ tay vào Ninh Hiết, điều ta lo lắng cũng rất rõ ràng, chính là có thể mang tên quỷ tu này vào sao. Ngàn vạn lần đừng đến lúc đó, chính hắn lại trở thành vũ khí đối phó chúng ta. Ninh Hiết tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả hồn phách đều trắng bệch đi mấy phần. Thế nhưng y còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói già nua đã truyền đến, liên quan đến điểm này, bổn tộc trưởng có thể bảo đảm. Thân sắc của mọi người lập tức biến đổi, Ninh Hiết thức thời ngậm miệng. Sau đó tộc trưởng Ninh gia đi tới, lão ta nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ninh Chuyết, ngươi suy tính rất chu đáo, nhưng tuổi tác của ngươi vẫn còn quá trẻ, không biết bí mật của quỷ tu, càng không hiểu rõ nội tình của Ninh gia ta. Ninh Chuyết chắp tay thi lễ, ánh mắt vô cùng yên lặng, không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vào tộc trưởng Ninh gia. Nếu đã như vậy, vãn bối cũng chỉ có thể nghi vấn mà thôi. Sau đó hắn lại chuyển chủ đề, nhưng vãn bối vẫn đề nghị không thể hành động nhanh như vậy. Hiện tại chúng ta thiếu hụt tin tức tình báo, hoàn toàn có thể chờ đợi pháp thuật được cải tiến, dùng pháp thuật này để điều tra rõ ràng hơn. Dù sao đối phương cũng chỉ là hai cỗ cơ quan chiến ngẫu, một khi bị chúng ta nắm rõ nền tảng thì phần thắng của bọn chúng sẽ rất thấp. Chu Trạch Thâm âm thầm tán thưởng, xuất sắc, gã cũng không nghĩ tới Ninh Chuyết có thể biểu hiện ra cứng rắn như thế. Vậy mà trực tiếp phản kháng trưởng bối trúc cơ kỳ của Ninh gia, thậm chí là cả tộc trưởng của gia tộc này. Hắn mới có nhiều ít, chỉ là luyện khí tầng 3 thôi đấy. Thật sự là gan lớn bằng trời. Trong lòng Chu Trạch Thâm thậm chí còn sinh ra một tia kính nể. Người có cùng cảm khái với gã còn có Trịnh Tiễn và Chu Trụ. Trịnh Hóa thầm nghĩ, Ninh Chuyết trẻ tuổi nóng tính, vậy mà lại dám cứng rắn phản bác tộc trưởng của gia tộc mình ngay trước mặt mọi người. Thế nhưng cũng có thể lý giải được những hành động như vậy của hắn. Hiện giờ hắn đã trở thành chủ nhân của chợ đen, quyền thế tăng mạnh, đạt được thành tựu chưa từng có trong đời, chính là lúc tự cao tự đại. Nếu như ta là hắn, chắc chắn sẽ càng thêm kiêu ngạo hơn. Nếu để cho tên tiểu tử này tiếp tục phát triển, Ninh gia về sau chắc chắn sẽ có nội chiến lần thứ hai, phải âm thầm trợ giúp hắn một chút mới được. Nghe thấy Ninh Chuyết đề nghị tiếp tục điều tra, Chu Trạch Thâm sau khi suy nghĩ một chút cũng lên tiếng phụ họa, xin thứ cho vãn bối mạo muội, vãn bối cũng cảm thấy tiếp tục điều tra sẽ tốt hơn. Tin tức là yếu tố rất quan trọng, nhất là đối với loại hình chiến đấu của chúng ta hiện tại, chỉ cần nhiều hơn một phần tin tức, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thành bại cuối cùng của hành động lần này. Hả? Chu Trạch Thâm vậy mà lại đứng về phía Ninh Chuyết rõ ràng như vậy. Trịnh Tiễn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng dâng lên một chút gợn sóng. Trong Hỏa Thị Tiên Thành, bốn thế lực lớn đánh cờ với nhau đều là ngươi đến ta đi, ngươi tốt ta hòa, hình thành nên một mối quan hệ cạnh tranh vô cùng phức tạp. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Tiên Công Khai Vật của tác giả Cổ Chân Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.